đại gia Nguyễn Cao Chí bị bắt vì chiếm 40 triệu đô la Mỹ của bà Trương Mỹ Lan. Cuộc hồi hương đặc biệt của người hiến tạng cứu 5 người. Cần thay đổi quan niệm về sách giáo khoa. Đại gia Nguyễn Cao Chí bị bắt vì chiếm 40 triệu đô la Mỹ của bà Trương Mỹ Lan. Thưa quý vị, ông Nguyễn Cao Chí, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh đã bị khởi tố bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu đô la Mỹ của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thông tin này được Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cung cấp tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều mùng 5 tháng 8. Báo chí đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Công an liên quan tới việc ông Nguyễn Cao Chí, thành viên hội đồng trường Đại học Văn Lang, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, ngày 15 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Chí, sinh năm 1970, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty An Đông, Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Chí. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Chí hơn 40 triệu đô la Mỹ để mua bán dự án kinh doanh, nhưng khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Chí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho Chí. Nguyễn Cao Chí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ Lan chuyển 40 triệu đô la Mỹ với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Ông Sô cho biết, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Chí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên phong tỏa tài sản của Chí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án. Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà đối tác chuyển giao, nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý lại tìm cách chiếm đoạt. Trung tướng Tô Ân Sô nói. Cuộc hồi hương đặc biệt của người hiến tạng cứu 5 người. Thưa quý vị, người đàn ông 41 tuổi không may bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về từ tỉnh Bình Phước và được chẩn đoán chết não. Trên đường trở về quê hương Nghệ An để người thân được gặp mặt lần cuối, gia đình anh đã có quyết định cao đẹp hiến tạng cứu người. Thay vì đưa về thẳng tỉnh Nghệ An để gặp mặt người thân lần cuối, gia đình anh LVH đã quyết định quay xe, ghé Huế hiến tạng, cứu sống 5 người bệnh đang từng ngày từng giờ chờ được ghép tạng. Đây là ca hiến tạng thứ 2 ở miền Trung Tây Nguyên được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày 5 tháng 8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết 4 bệnh nhân của bệnh viện được ghép tạng từ người chết não đã cơ bản hồi phục sức khỏe. Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận và thực hiện lấy tạng từ bệnh nhân hiến tạng chết não để cứu người là anh LVH 41 tuổi, quê Nghệ An. Anh Hát không may bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về ở tỉnh Bình Phước, được đưa về Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu nhưng không tiến triển, chết não. Người nhà của anh Hát đã xin đưa bệnh nhân về quê để người thân được gặp mặt lần cuối. Trên chuyến xe cấp cứu từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, chị LTN, em gái anh Hát đã xúc động nhớ lại hình ảnh anh trai mình là người hiền hậu, cả cuộc đời đều sống vì mọi người. Trên chuyến xe đời người, chị N đã trao đổi và vận động gia đình thực hiện tâm nguyện của anh trai là hiến mô tạng của anh để cứu sống người khác, để một phần cơ thể của anh trai còn sống mãi trên thế gian này. Ý định của chị N được mọi người trong gia đình đồng ý. Chị N bốc máy gọi ngay vào số của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và được hỗ trợ tận tình trên suốt quãng đường đi. Thay vì chạy thẳng về Nghệ An như kế hoạch ban đầu, chiếc xe cứu thương chở gia đình anh H đã ghé vào Bệnh viện Đa khoa Bình Định để tiêm thuốc hỗ trợ. Ban đầu, gia đình muốn đưa anh Hát về thẳng Bệnh viện Nghệ An để trước khi trái tim anh ngừng đập, người thân xung quanh vẫn còn có cơ hội gặp anh lần cuối. Nhưng hành trình hơn 1.000 km bằng ô tô không thể đảm bảo được sức khỏe của mô tạng, nên gia đình và ekip bác sĩ có mặt trên chuyến xe quyết định ghé vào Bệnh viện Trung ương Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện việc lấy tạng cứu người. Khi gia đình anh Hát vào Huế, bác sĩ ở đây đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục hiến tạng. Quy trình lấy tạng từ bệnh nhân chết não của bệnh viện được nhanh chóng kích hoạt. Thông tin người hiến tạng chết não ở bệnh viện được báo về ngay cho Trung tâm Điều phối Hiến tạng Quốc gia. Một ekip của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội được cử ngay vào Huế trong ngày để đưa mẫu máu bệnh nhân cần ghép gan nhằm thực hiện quy trình đọ chéo. Đây là người bệnh chết não thứ 2 hiến tạng tại bệnh viện. Trước khi tiến hành phẫu thuật, ban giám đốc của bệnh viện đã có mặt đầy đủ tại phòng mổ để cúi đầu tiễn biệt và cảm ơn nghĩa cử nhân văn cao đẹp của bệnh nhân cùng người nhà. Sau nghĩa cử cao đẹp này của anh và gia đình, nhiều cuộc sống sẽ được tiếp tục nối dài. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nói trong buổi tưởng niệm anh Hát. Sau khi tiến hành phẫu thuật lấy tạng,
Gan của bệnh nhân được các bác sĩ ở Huế tức tốc đưa ra sân bay để bay ra Hà Nội ghép cho một bệnh nhân bị suy gan. Hai quả thận được các bác sĩ ở Huế tiến hành ghép ngay cho hai bệnh nhân bị suy thận nặng ở Huế. Hai giác mạc cũng được ghép và đem lại ánh sáng cho bệnh nhân bị bệnh về mắt sau đó không lâu. Hiện nay, sức khỏe của 4 bệnh nhân sau khi được ghép tạng của anh Hát ở Huế đã hồi phục rất tốt. Riêng bệnh nhân được ghép gan ở Hà Nội cũng đang có những bước hồi phục đáng kể. Chị N chia sẻ, gia đình chỉ mong những người nhận tạng của anh Hát luôn khỏe mạnh. Họ có khỏe thì việc làm của gia đình tôi mới có ý nghĩa và vong linh anh Hát cũng được an ủi phần nào. Cần thay đổi quan niệm về sách giáo khoa. Thưa quý vị, thực hiện một chương trình nhiều sách giáo khoa là một chủ trương lớn trong cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và cũng đã được quy định trong luật giáo dục. Nhưng sau 3 năm triển khai chương trình mới, nhiều bất cập khiến cho câu chuyện đi tiếp hay thay đổi giữa chừng đã được đặt ra trong nhiều cuộc họp góp ý về việc này. Sách giáo khoa nhiều lỗi, nhiều sạn, có nội dung không phù hợp, gây bức xúc cho dư luận. Sách giáo khoa giá cao gấp từ 3 đến 4 lần trước đây và việc lựa chọn sách gặp khó khăn khi quyền tập trung vào một hội đồng cấp tỉnh chứ không xuất phát từ chính những người sử dụng là giáo viên, học sinh và phụ huynh. Và hơn hết, việc sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau trong một trường khiến cho phụ huynh bị rối, khó khăn khi học sinh phải chuyển trường. Đó là những nốt trầm trong bức tranh xã hội hóa sách giáo khoa đang diễn ra. Trong báo cáo của đoàn giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặt ra nhiều yêu cầu, trong đó có nêu vấn đề có cần thiết hay không việc sửa quy định để giao cho cơ sở giáo dục quyền lựa chọn sách giáo khoa và câu chuyện nên hay không Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa quốc gia lại được đặt ra. Tại một cuộc họp với đoàn giám sát, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đặt câu hỏi ngược lại: những căn cứ cụ thể nào để cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần biên soạn một bộ sách giáo khoa trong khi hiện đang có nhiều bộ sách rồi? Và nếu có thêm bộ sách giáo khoa của bộ biên soạn, những bất cập hiện nay có được giải quyết hay không? Ông Kim Sơn cho rằng, vấn đề không phải là bộ có làm được hay không. Một bộ sách mà phải thận trọng vì điều này nếu triển khai sẽ là một sự thay đổi giữa trường rất lớn, có thể gây nên những xáo trộn. Một số ý kiến bên lề khác cũng lo ngại khi có bộ sách giáo khoa quốc gia thì những sách giáo khoa còn lại sẽ không ai chọn và điều gì sẽ xảy ra? Sẽ lại quay về thời một bộ sách giáo khoa thay vì một chương trình, nhiều sách giáo khoa và lại tái diễn cảnh độc quyền xuất bản sách giáo khoa. Nhưng để trả lời câu hỏi lớn này lại phải làm rõ một vấn đề căn cốt khác, vai trò của sách giáo khoa như thế nào trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo các văn bản pháp lý, sách giáo khoa chỉ là một tài liệu dạy học để giáo viên học sinh tham khảo, sử dụng như một phương tiện trong quá trình dạy và học. Còn việc dạy và học phải bám sát chương trình, yêu cầu cần đạt của chương trình. Thế nhưng trong thực tế, từ cán bộ quản lý đến giáo viên học sinh phụ huynh và cả xã hội nói chung chỉ quan tâm đến sách mà không quan tâm đến chương trình, đến yêu cầu cần đạt của chương trình. Không phủ nhận, sách giáo khoa xã hội hóa có nhiều vấn đề, nhưng rõ ràng nó đang chịu một áp lực rất lớn vì cả xã hội và nhà trường vẫn đang coi sách giáo khoa là pháp lệnh, cái để dạy và học bắt buộc phải dạy đủ, dạy đúng trình tự. Mặc dù một chương trình nhiều sách giáo khoa đang là xu thế giáo dục hiện đại mà nhiều quốc gia đang áp dụng, nhưng Việt Nam sẽ khó làm được nếu quan niệm về vai trò của sách giáo khoa không được thay đổi từ trong nội tại ngành giáo dục. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở đây chưa phải đi biên soạn thêm một bộ sách mới mà cần quyết liệt trong chỉ đạo để thay đổi thực sự điểm nghẽn này. Tiếp đến là việc đưa sách giáo khoa vào tủ sách dùng chung, thư viện nhà trường cũng cần được thúc đẩy và giám sát về tính hiệu quả. Sách cần đưa về cho các nhà trường chọn lựa, nếu giải quyết được 3 vấn đề này, câu chuyện sách giáo khoa sẽ có lối thoát. Nếu vẫn còn điểm nghẽn, cách mà Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thêm một bộ sách quốc gia chỉ là sự can thiệp không phù hợp vào quy luật thị trường khi đã triển khai xã hội hóa sách giáo khoa.